để kiếm nữa. À, gì hả? Để em dọn lớp xong rồi đó. Sáng vô cái bảng em. Hai. Hân rửa rau nè, giúp ba mẹ nè, Hân rất là giỏi nè. Rồi bỏ rau vô. Vô rổ. À đúng rồi. Nó làm đi chứ. Đúng rồi. Cho nó ráo nước nha. Làm nhẹ nhàng nó dập ra nha.